60 ngàn ký này. Cái đồ sống này 60 ngàn ký này các bạn. 55 ngàn ký này. Giá thứ 7 này ít 55 ngàn ký này các bạn. Ồ, lương nhiều quá. Đường sống này bao nhiêu vậy? Đó 90. 90 ba nha. À rẻ ghê nha. Đường làn sóng luôn. Sống nha các bạn, chọn qua YouTube nè. Ô, nhìn hết ý luôn. Cá bự bữa nay có 45 ngàn anh bà ơi. Vậy hả? Cá bự 45 ngàn, cá nhỏ 40. Dạ. Cá lóc sao lúc này gần gần tới ngày vía thần tài sao rẻ quá ha. Rẻ quá trời ơi. 35 ngàn. Bà ơi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Toàn cảnh khu nhà lồng ép và khu nhà lồng D, khu hải sản tươi chợ đầu mối Bình Điền. Sáng thứ bảy, Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi chợ đầu mối Bình Điền. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Tôm sống này nên nhiêu vậy chị? À 160, người đẹp bán tôm này là vui vẻ lắm. Cân đủ luôn các bạn ơi. Đúng rồi. Vừa cân đủ mà vui vẻ, tôm rất đẹp luôn. 160 ngàn ký tôm này cũng đẹp. Rồi chúc chị buôn may bán đắt luôn nha. Rồi bán hết hàng về. Cá lóc đồng thì 40 ngàn sổ luôn các bạn. Cá hồng lớn 40, cá hồng lớn 40, cá hồng lớn 40 bao cân. Cá hồng lớn 40, cá hồng lớn 40, cá hồng lớn 40 bao cân. Cá dừa hồng 40 ngàn. Cá hồng lớn 40, cá hồng lớn 40 bao cân. Đó, lụm mấy nhỏ nhỏ giờ mới cơm cái gì. Tôm thẻ đang sống, tôm càng đang sống luôn các bạn này. Tôm càng sen 2,5 kg. À, tôm càng sen 2,5 kg đang sống luôn nha các bạn. Đang bóng luôn à. 2 kg là 1,5 kg các bạn. Tôm càng sen các bạn. Chia trời nó mò gần chết nó luôn, mất được á. Người bán họ, người bán họ bán lành của họ làm lẹ lắm. Đúng rồi, mà không có được. Có vậy đúng không? Vậy ra cái chị. Mày lột cái đen nó ra được hả? Hả? Lột cái đen nó ra được hả? Cái đen mà muốn lột lột cũng không. Lột ra đi. Lột quá thì để nó dọn. Nhà nó nhiều ký vậy cô? 150 hả? Rẻ ghê á. Nhìn cái đen cái thấy nó dị hợm, lột ra cái ngực. Tôm càng chết rồi thì là 4 ngàn. Nó đen vậy chứ mực lột ra em nhìn ngon leo. Có leo sống này có 60 ngàn hả? Đâu leo phải chụp, phải chụp, phải chụp lắm. Cái leo sống này 60 ngàn rồi hả? Trong con này là gì?
con đó, con nó ngon ghê á, ngon ghê. Con này nhìn thấy ý luôn. Đây, đây nhìn sao? Trời ơi, một sống như chục mới chục ra không bấm kẹ. Chết nhiều quá, 50.000 ký tôm càng chết quá trời, nãy giờ đi mấy chỗ thấy tôm càng chết nhiều, 50.000 ký hả? Em trai lên hồi nào vậy em trai? Mới lên hôm nay luôn. À mới lên hôm nay luôn, ăn Tết lớn quá ha. Tôm 25.000 hả? Tép 25.000 hả? Tôm 25.000. Ồ tép đang sống bún nhảy luôn nè, 60.000 hả? Rẻ quá à. 60 ngàn cái tép. Mới bữa thấy 80-90 luôn ha. Qua tới trăm mấy. À, qua trăm mấy. 25 ngàn tép 60 ngàn. Sáng thứ bảy này tép này có 60 ngàn, tép sống luôn nha các bạn, đang bún nhảy luôn á. Đăng ký chia hai bọc. 60 ngàn cái tép 60 ngàn. Nhảy luôn 60.000. Chết tươi ghê, sống. 60.000 chị ơi. À. Quá rẻ. Lương bự luôn 75.000, rẻ quá vậy ha. Lương 75.000. Ồ. Chào em luôn. Em mới lên bữa nay phải không? Lên 1 năm hả? Lương này 75.000 ký nè các bạn. 105.000. À cảm ơn cháu nhiều, chúc cháu buôn may bán đắt luôn. Cái này có mối, nhiều ký vậy chị? Cái bóng có 70. À cái bóng 70 cái mối đó. Cái đối á, cái đối nè. Cái đối 60, cái bóng 70. Rồi cảm ơn chị nhiều. Rồi bán rau mực. Rui mực 80.000 ký. Ô tôm càng sống thì to ghê ha. 130.000 ký tôm càng sống luôn. Chị 70.000 ký tôm càng luôn nè chị. 70.000 luôn. Chú xong chưa kìa? Tôm càng sống 130.000 ký rẻ ghê. Ô lại sao mày? Vừa bán mực ống, mực nang, cua, bạch tuộc. Sáng thứ bảy nhiều người dân đi chợ các bạn. Ôi trời ơi tôm. Rổ vô ông các bạn ơi. Rổ 100. Chào em luôn nha.
chị luôn à, bán được không chị? À, chứ cầu mong chị bán được là vui, là đúng mừng à. Cá ngừ mặt má, cá ngừ cá hường. Cá ngừ cá dừa hồng sổ 100.000 rổ luôn các bạn. Trăm ngàn rổ dưa hồng luôn các bạn ơi, sáng thứ bảy cũng rẻ các bạn, quá rẻ luôn. Đây bạch tuộc càng chết nhiều quá bạn ơi. Cái lăng nó có nhiều ký chị bán. Ừ. À, mấy bữa không thấy chị bán. Ừ. Tôm thẻ này 130 hả chị hả? 130.
rồi chúc chị xuất hành bán mua may bán đắt luôn, bán hết hàng luôn. Chú năm mới bán tài và rồi. Sức khỏe. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Chúc chị buôn bán cho phát tài. Ô, tôm này đẹp ghê ha. Tôm 130.000 ký, tôm thẻ sống luôn. Bán được không anh Hùng? Hôm nay ngày chị buôn may bán đắt luôn, rồi chúc anh chị bán cho phát tài. Chứ một rổ là 5 con này được 100.000 nè các bạn ơi. Cá lóc, cá chê phi đó nhiêu ký vậy anh? Cá phi 27.000. À 27.000. Cá lóc, cá chê 100.000 4 con, 5 con này về kho ăn là ý ha. Để mình nướng lên ha. À nướng lên hả, nướng me hả? Làm giang sĩ rồi. 100.000 rổ anh ơi, 100.000 100.000 rổ cá lóc mà. Cá chê phi có 27.000 các bạn ơi. Đây hả? 2,5 ký á. 2,5 ký, 2,5 ký. Đó hả? 2,5 ký. 1 ký là 40.000. Một rổ là 100.000. 100.000 rổ. Lớn thì 2. Sao lông bao nhiêu kìa Tâm ơi? 35.000. Mực Indo sáng thứ bảy là 130-135 các bạn. Giá là 7 được không? Hả? 30 được. Bán chúc em mua may bán đắt luôn nha. Rồi sáng thứ bảy gặp em Tâm bán mực Indo đây các bạn.
130 ngàn. 130, 135 nha. À, 130, 135. Dạ. Thôi chào em luôn nha. Dạ dạ. Tung càng sen sống là 130 rẻ chị. Rồi chào em luôn nha, chúc em buôn may bán đắt luôn nha. Rồi rồi. Chúng ta tham quan khu bán mực Indo sáng thứ bảy rồi các bạn. Toàn cảnh bên ngoài nhà lồng khu đê các bạn. Mực Indo này nhiêu vậy? 128 ngàn. À, 128 cái kia giữa anh. 115 ngàn. Cái kia giữa là 115. 128 ngàn. Này 125, 128 ngàn. Khu này chuyên về mực Indo các bạn ơi, nhiều lắm. 130 luôn nha chị. 125 ngàn, 128 ngàn. Hai loại, một loại 125, một loại 128. Sáu chục.
Thôi chào luôn nha. Rồi. Có mùi. Đây có rô nhiều quá. Quang cảnh bên ngoài nhà lồng D. Sáng thứ bảy người dân đi mua hải sản cũng rất đông các bạn ơi. Nhà lồng ép vào nhà lồng D đó các bạn. Rồi chào chị luôn. Mua xong làm luôn tiện quá ha. Tiện người bạn người bán làm cho mình luôn cũng tiện quá trời luôn. Cá bự bữa nay có 45.000 anh ơi. Vậy hả? Cá bự 45.000, cá nhỏ 40. Cá lóc sao lúc này gần tới ngày vía thần tài sao rẻ quá ha. Rẻ quá trời ơi. 35.000. Mượn con đi. Nguyễn Hoàng chị em ơi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Ai có đi chợ bên ngoài nhà lồng giữa Ngọc Thủy nè, khu nhà lồng D. Lóc bự bữa nay rẻ có 45 mà, nhỏ 40 à. Đủ hàng rồi. Bự thì 45, nhỏ thì 40. Gần nhà dưới thần tài mà cá lóc nhiều ghê á. Ngày mai là gần nhà dưới thần tài rồi. Nhà dưới thần tài có chỗ bán mà một ngày mà cá lóc nướng chín chị gần 5 tấn cá luôn á. Người đó hôm nay nhiêu ký vậy cháu? Cá hường đó 55.000 chú. 35.000. Cá hường đó nhiêu ký vậy anh? Cá hường 40 luôn anh bạn. Cá hường 40. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Hồi nãy thấy anh chạy ngoài kia kêu anh mà không nghe. Dạ. Rồi chúc anh buôn may bán đắt luôn nha. Cảm ơn bạn. Đầu cá hồi, cá ngừ, cá hường nữa, cá cam. Đủ thứ loại cá luôn, kính thưa các loại cá luôn mà rẻ rồi. Nguyễn Hòa đang đi dọc bên ngoài nhà lồng D, cá diều hồng, cá hường. Rồi chào bác nha. Nay gặp bác rồi, bác đang làm cá ha. Cá đối đó bao nhiêu ký vậy bác? Cá đối 40 ngàn. Còn nhiêu đó không, lấy giùm cho bác hết luôn đi. Cho bác cái đối có 40.000 ha. Cá hường nhiều ký vậy cô? Cá hường 35.000.
Rồi chào bác luôn nha. Đi quay gặp bác hoài à. Đó 40 ngàn ký, lóc 40 ngàn ký, cá hồng 35 ngàn ký, cá hồng 35 ngàn ký, tôm 200 ngàn ký, tôm 200 ngàn ký. Cá lóc thì 40 ngàn, cá dừa thì 35 ngàn. Lóc 40 ngàn ký, cá hồng 35 ngàn ký, cá hồng 35 ngàn ký, tôm 200 ngàn ký, tôm 200 ngàn ký. Con rẻ thì 100 ngàn ký, quá rẻ luôn trời. Lóc 40 ngàn, 6 châu. Cá hồng 35 ngàn ký, cá hồng 35 ngàn ký, tôm 40 ngàn ký, tôm 40 ngàn ký. Người ta đập đầu cá lóc đây, anh đập đầu cá du hồng á. Ok đẹp trai à, quay lên luôn. Ồ đang làm. Lóc 40 luôn. Ồ cá lóc 40, cá du hồng 35 ngàn. Cá du hồng 35 ngàn, cá lóc 40. Con thẻ này 140 ngàn các bạn. Rồi chào anh luôn nha. Cá dừa hồng này ngộp là mấy hộp chết hả? À, đang ngộp luôn anh. Tươi. Cá tươi ngon ghê không? Bao nhiêu ký vậy anh? Dạ, bán 3 ký 100 á. Đồ sao rẻ vậy? Rẻ vậy. Nay là sổ luôn rồi. Bảo vệ đuổi là sổ à. À. Mua đi chị. Vậy mà nói ăn Tết xong là về ở dưới lại giữ cháu ngoại luôn. Mày nhớ Sài Gòn quá lên hả? 3 ký 100 em ơi. To ghê á. Cá tươi ngon lắm, cá bự nữa. Hai con bao nhiêu ạ? Ba ký diều hồng to này có 100 ngàn ký rồi. Hai con thì giữ nhẹ nặng vậy. Trời ơi, con cá trần dần. Cho chị cân nè. Đúng không? Chị đúng cho chị đi cân. Chị ra ra đồng ngoài là dư luôn. Là ba ký á. Ra ngoài thì con hai phần hai cá 3 ký mấy thì đi mua. Thì hiện tại mua bà ra ngoài là nó tôm vậy luôn. Bưng đi, bưng thử đi. Thấy con cá nhà một chiều hai. Con cá hả mày má có con ký chín nữa. Rồi em chúc anh chị vui may vấn đắc luôn nha. Rồi chúc rồi. Chào anh chị luôn. Toàn cảnh bên ngoài khu nhà lồng F và khu nhà lồng D. Sáng thứ bảy các bạn. Sau khi tham quan Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh Nha Còng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.